Cẩm Tú và Lê Nam mến chào quý vị. Quý vị đang đến với podcast Thanh Niên, chương trình nghe danh 6 giờ. Một buổi sáng thứ 6 đầy phấn khởi đúng không quý vị? Hy vọng là quý vị sẽ có một ngày làm việc, học tập thật hiệu quả và thành công quý vị nhé. Và quý vị cũng đừng bỏ qua nghe danh sáng nay thứ 6 ngày 14 tháng 7 năm 2023 bởi vì chương trình có rất nhiều nội dung hấp dẫn. Cẩm Tú tin rằng quý vị sẽ được nạp đầy năng lượng với nghe danh 6 giờ. Quý vị thân mến, dù đầu tuần hay cuối tuần, dù thứ mấy đi chăng nữa, quý vị vẫn có thể theo dõi podcast nghe nhanh 6 giờ của báo Thanh Niên. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày tại mục podcast Thanh Niên Online và các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast của Thanh Niên. Và bây giờ, hãy điểm qua những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Lương hưu mới sẽ được trả từ tháng 8 năm 2023. Bộ Công an đề nghị tiếp tục truy tố cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đà Lạt, khởi tố 2 bị can. Nghi ngờ tàn thuốc lá gây cháy rừng ở Nghệ An. Cả nước sẽ có 1.852 km cao tốc vào cuối năm 2023. Và còn nhiều nội dung khác chờ đón quý vị trong góc nhìn sáng nay, lướt mạng, điểm tin giải trí và chuyển động toàn cầu. Ngay sau đây, mời quý vị khởi động với điểm tin trong nước. Mới đây, tại phiên họp thường trực chính phủ, để bảo đảm chế độ chính sách cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ngay trong tháng 8 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả mức lương, trợ cấp mới, chi trả số tiền chênh lệch tăng thêm của kỳ lĩnh tháng 7 năm 2023, theo quy định của Nghị định 42. Theo Nghị định 42, từ ngày 1 tháng 7, điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Điều chỉnh tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. Những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 nếu có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể là tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng một người một tháng, tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, gọi tắt là công ty AIC, liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vụ án này có 16 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, bị đề nghị truy tố tội vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh còn có anh trai bà Nhàn là ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng và ông Nguyễn Hồng Sơn, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC, Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng AIC. Đây là vụ án thứ 3 mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, bà cũng bị khởi tố trong vụ án về vi phạm đấu thầu xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào rạng sáng 29 tháng 6, khiến 2 người chết, 5 người bị thương. Hôm qua, ngày 13 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Uy Vũ, 39 tuổi, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn, Lâm Đồng. Đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy bị sập gây sạt lở đất và Dương Viết Phong, 41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân. Lúc này là 18 giờ 15 phút. Tại cửa Nam Đàn tiếp tục cháy. Hiện nay đám cháy đã gần khu vực, khu dân cư. Em ơi vào xem giúp chân vận chuyển đồ em ơi. Chia ra. Thưa quý vị, đó là nội dung đoạn video
do người dân tại xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An quay lại vào thời điểm vụ cháy rừng tại khu vực này vào ngày 12 tháng 7. Lúc đó, đám cháy rừng có nguy cơ lan xuống khu vực nhà dân. Lực lượng chức năng được huy động để di rời đồ đạc của các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Vụ cháy đã khiến 10 hectare rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng trồng thuộc địa bàn xã Thượng Tân Lộc bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 12 tháng 7, có 4 người đàn ông lên khu vực rừng ở xã Tân Thượng Lộc để khảo sát xây dựng móng trụ cột điện gió. Khi xuống núi, một người trong nhóm hút thuốc lá và có khả năng đã vứt tàn thuốc xuống đất dẫn đến vụ cháy rừng. Nhóm người này cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên đã bỏ chạy. Khi nhóm người này chạy xuống núi thì bị người dân phát hiện, giữ lại, giao cho chính quyền xã. Ông Nguyễn Cảnh Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Tân Lộc cho biết, Công an huyện Nam Đàn đã mời 4 công nhân khảo sát xây dựng trụ móng cột điện gió đến trụ sở để làm việc sau khi nghi ngờ nhóm người này gây ra vụ cháy. Hôm qua, ngày 13 tháng 7, tại cuộc họp phiên thứ 6 của Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết tổng số đường cao tốc khởi công từ đầu năm đến nay là hơn 1.300 km. Dự kiến đến cuối năm nay, cả nước sẽ có 1.852 km cao tốc khi có thêm 123 km đường nữa được hoàn thành. Hiện tại, 12 địa phương có dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua đã bàn giao mặt bằng khoảng 87%. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, Bộ này thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công 3K, 4 kíp, khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác 4 dự án thành phần gồm cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, Nha Trang Cam Lâm, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành 4 dự án cao tốc với tổng chiều dài 123 km, nâng tổng số đường cao tốc của cả nước lên 1.852 km. 14 địa phương có 3 dự án cao tốc Đông Tây và 2 đường vành đai đã triển khai giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công. Trong đó một số địa phương triển khai tốt như Hà Nội, Đồng Nai, Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 85%. Thi lớp 10 có hạ khắc hơn đại học? Thưa quý vị, đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra trong những năm gần đây. Đặc biệt là trong kỳ thi vừa rồi, diễn ra tình trạng phụ huynh phải xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ lớp 10 cho con vào trường trung học phổ thông ngoài công lập. Vâng, đúng rồi Tú ạ. Nhiều năm trở lại đây, mức độ cạnh tranh của kỳ thi lớp 10 luôn được xem là khó hơn thi đại học. Cái khó đầu tiên đến từ chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập chỉ chiếm hơn 50% trên tổng số thí sinh dự tuyển. Tiếp đó thì các trường top đầu, tức là niềm mơ ước của mọi thí sinh, có điểm đầu vào cao chót vót. Điểm chuẩn của từng năm lại có độ chênh lệch nhất định, dẫn đến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, không biết mình lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng có đúng không, có sáng suốt không và có gặp may mắn không. Vào hôm qua, ngày 13 tháng 7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, các phóng viên đã đặt câu hỏi với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc có hay không thi lớp 10 hà khắc hơn thi đại học. Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề cập quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại chỉ thị 10 là kiên trì thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong việc điều chỉnh hợp lý cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội. Ông Hồ Tấn Minh cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo này. Ông nhấn mạnh tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm nay khoảng 113.000 em, nhưng chỉ có khoảng 96.000 em học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh, tức là hơn 17.000 học sinh đã tự lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp. Đồng thời, ông cũng cho rằng đây là hiệu quả của khâu hướng nghiệp cho học sinh từ cấp trung học cơ sở. Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thì ở đây nó cũng là một cái đợt khảo nghiệm cho học sinh về cái năng lực cũng như khả năng để có thể tiếp tục theo đuổi theo cái việc học tập văn hóa hay là lựa chọn cho mình một cái hướng đi khác là chúng ta học nghề và cũng như là các trung tâm thường xuyên. Nói chung là cái năm học 23-24 thì vẫn đảm bảo được 100% con em sinh sống trên địa bàn là đủ chỗ học. Để đảm bảo tổ chức các hoạt động cơ sở dục theo nhu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Về câu hỏi thành phố Hồ Chí Minh có đang thiếu giáo viên hay không, ông Minh khẳng định có thiếu, nhất là giáo viên dạy tin học, tiếng Anh, hội họa, nhưng chất lượng giáo dục ở tất cả các trường vẫn đảm bảo theo yêu cầu. Vâng, không chỉ là chuyện học tài thí phận mà còn là sự xây dựng một nền giáo dục cung đuổi kịp với cầu, đúng không anh Nam? Đúng rồi Tú ơi,
Với dân số ngày càng tăng thì đòi hỏi tốc độ xây trường học cũng phải theo kịp được với nó. Cùng với đó thì phải có một cơ cấu hợp lý và chất lượng đào tạo thật tốt nữa. Điều quan trọng là các bậc phụ huynh phải đánh giá đúng năng lực của con em mình, tư vấn và lựa chọn tương lai các con sao cho phù hợp nhất với các em. Chứ nói thật là Lê Nam thấy kỳ thi nào cũng khó cả, không chỉ lớp 10 không thôi. Vâng, Cẩm Thu cũng nghĩ như vậy. Và đó là nội dung của Góc nhìn sáng nay. Tiếp theo, nghiên danh 6 giờ sẽ là lướt mạng. Thưa quý vị, câu chuyện về bếp ăn của chị Phạm Nguyệt Linh, 41 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, sau khi được chia sẻ đã khiến cư dân mạng rưng rưng và thả ngàn tim vì cảm động. Căn nhà được chị Phạm Nguyệt Linh thuê nằm trong con hẻm số 17/1, đường số 10, phường Trường Thọ, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày, căn nhà ấy vẫn đỏ lửa khi người thái rau, người nấu cơm để nấu những phần cơm có giá 0 đồng suốt 6 năm qua. Thời gian đầu, bếp chỉ nấu những ngày rằm, trung bình 100 phần một buổi. Thời gian sau, nhiều người biết đến và chung tay hỗ trợ. Bếp ăn từ khi có kinh phí cũng thay đổi theo với 400 suất một buổi và nấu 3 buổi một tuần. Chị Linh chia sẻ, hết kinh phí bếp đi xin hỗ trợ chứ không giữ chữ quỹ. Hầu hết thì phần ăn là những món chay và sẽ được phát đi cho người nhà và bệnh nhi qua ung biếu của Bệnh viện Ung biếu tại cơ sở thành phố Thủ Đức. Chia sẻ về lý do mở bếp, chị Linh nói, vì mình đã từng được hỗ trợ cơm từ thiện nên rất hiểu. Bệnh nhân khi chữa bệnh ung thư rất nhiều chi phí tiền thuốc, tiền viện. Một phần cơm tuy không bao nhiêu nhưng lâu dài sẽ giúp đỡ các gia đình phần nào kinh phí. Con chị Linh mất vào đầu năm 2018, bé bị ung thư tuyến tụy. Lúc phát hiện ra bé bị ung thư thì chỉ mới 3 tháng tuổi. Trải qua 5 năm ròng rã, vợ chồng chị Linh cùng con chiến đấu với bệnh tật. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành công và họ đau đớn tạm biệt con. Kể từ khi con gái qua đời, chị Linh vẫn miệt mài với công tác thiện nguyện. Chị Linh tâm sự, lúc con bình bệnh thì hay ăn cơm từ thiện ở bệnh viện. Sau khi con mất thì nghĩ là mình mở bếp cơm từ thiện để hỗ trợ những bệnh nhân thì sẽ đỡ một phần nào đó chi phí hơn. Vâng, quả là một tấm lòng vàng anh Lê Nam ha. Đúng vậy Tú ơi, anh thấy rất là ấm lòng và cảm động mỗi khi nghe được những câu chuyện như thế này. Rất là mong chị Phạm Nguyệt Linh luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục với căn bếp của mình. Cùng đến với điểm tin giải trí. Anh Lê Nam ơi, với những ai mà yêu thích điện ảnh thì cái tên Trần Anh Hùng chắc chắn không còn quá xa lạ anh Nam ha. Chính xác, nhất là với người Việt Nam nữa thì tên của vị đạo diễn này có thể nhiều người sẽ biết đến. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, bộ phim La Passion de Dordain Bouffant của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng được xướng tên tại giải đạo diễn xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Cannes 2023. Đây là tượng vàng về chỉ đạo đầu tiên của Trần Anh Hùng sau nhiều lần có phim dự tranh tại Cannes như Mùi đu đủ xanh vào năm 1993 hay Mùa hè chiều thẳng đứng vào năm 2000. Tối 12 tháng 7, gia đình đạo diễn Trần Anh Hùng cùng nhiều sao Việt có mặt tại buổi bế mạc khóa học điện ảnh gặp gỡ mùa thu diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên đạo diễn Mùi đu đủ xanh và vợ là diễn viên Trần Nữ Yên Khê cùng hai con Lãng Khê, Cao Phi về Việt Nam. Đạo diễn Trần Anh Hùng vừa hoàn thành giảng dạy khóa đạo diễn điện ảnh cho các học viên của Gặp gỡ mùa thu. Nam đạo diễn đã gắn bó với chương trình từ những ngày đầu thành lập và là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ đạo diễn trẻ. Tại đây, đạo diễn Phan Đăng Di, đồng sáng lập Gặp gỡ mùa thu bất ngờ thông báo, Gặp gỡ mùa thu 2023 sẽ là mùa cuối cùng của sự kiện điện ảnh thường niên này. Được thành lập từ năm 2013 bởi đạo diễn Phan Đăng Di và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Gặp gỡ mùa thu là sân chơi tìm kiếm, hỗ trợ và đào tạo các tài năng điện ảnh trẻ. Trải qua 10 năm, Gặp gỡ mùa thu đã trở thành một vườn ươm uy tín, được nhiều nhà làm phim, diễn viên trẻ tìm đến học tập. Trao đổi thêm với phóng viên Báo Thanh Niên, đạo diễn Phan Đăng Di cho biết nguyên nhân chính khiến anh khép lại Gặp gỡ mùa thu là bởi những nhân sự nòng cốt của tổ chức cần phải quay về với việc làm phim. Bên cạnh đó, nam đạo diễn cũng muốn trao lại ý tưởng, concept chương trình đào tạo điện ảnh này cho một đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, trẻ trung hơn. Năm nay, workshop đạo diễn thuộc khuôn khổ Gặp gỡ mùa thu 2023 do đạo diễn Trần Anh Hùng giảng dạy tuyển chọn 16 học viên chính thức từ Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Đức, Pháp và Việt Nam. Tiếp theo nghe nhanh 6 giờ là chuyển động toàn cầu. Thưa quý vị, theo kết luận của nhóm chuyên gia tại Trung tâm Hải Dương Học Quốc gia Anh và Viện Công nghệ Massachusetts, MIT Mỹ,
hơn 56% các đại dương của thế giới đang đổi màu sắc theo một mức độ không thể giải thích được bằng tự nhiên, và nguyên nhân nhiều khả năng do biến đổi khí hậu. Báo cáo đăng tải trên chuyên san Nature nêu lên một thực tế khó giải thích. Các đại dương nhiệt đới ở gần xích đạo đang trở nên có màu xanh lá hơn trong hai thập niên qua. Đây là hiện tượng phản ánh những thay đổi đã xảy ra cho hệ sinh thái của chúng. Màu sắc của đại dương xuất phát từ những vật liệu được tìm thấy ở những tầng trên của biển cả. Chẳng hạn, biển màu xanh dương đậm ít mang theo sự sống, trong khi biển màu xanh lá chỉ sự hiện diện của các hệ sinh thái, dựa vào thực vật phù du, các loài vi khuẩn như thực vật chứa chlorophyll. Thực vật phù du hình thành nên nền tảng của mạng lưới thức ăn cho các sinh vật lớn hơn như loài tôm he, cá, chim biển và động vật biển có vú. Vẫn chưa thực sự rõ ràng bằng cách nào các hệ sinh thái trở nên biến đổi cũng như ảnh hưởng đến từ sự thay đổi này. Tờ The Guardian đưa tin người dân Pháp sắp được chính phủ hỗ trợ sửa vá quần áo, giày dép hỏng với một khoản tiền thưởng sửa chữa nhằm tránh lãng phí. Ước tính khoảng 700.000 tấn quần áo bị vứt đi ở Pháp hàng năm, trong đó có khoảng 2/3 được đưa đến bãi rác. Từ tháng 10, mọi người có thể nhận lại từ 6 đến 25 euro chi phí sửa vá quần áo, giày dép tại các cửa hàng hoặc thợ sửa vá tham gia chương trình. Bộ trưởng sinh thái Pháp Bérengère Couillard công bố chương trình trên khi thăm một trung tâm thời trang có trách nhiệm tại Paris. Bà cho biết tiền thưởng sửa chữa sẽ được lấy từ quỹ 154 triệu euro mà chính phủ đã dành ra trong 5 năm tới. Bà đã mời tất cả các xưởng may và thợ đóng giày tham gia chương trình do tổ chức sinh thái Refashion điều hành. Bà cho biết mục tiêu là hỗ trợ những người sửa vá. Điều này sẽ khuyến khích các xưởng và nhà bán lẻ cung cấp dịch vụ sửa chữa với hy vọng tạo lại việc làm. Một chính sách rất là hay đúng không, Lê Nam? Không những tạo ra công ăn việc làm cho người dân mà còn góp phần bảo vệ môi trường nữa. Đúng rồi Tú ơi, trong bối cảnh ngành dệt may cũng là một trong những ngành gây ô nhiễm nhất hành tinh thì chính sách này rất tuyệt vời và cần được nhân rộng hơn nữa đó. Thưa quý vị, như thường lệ, tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại Hà Nội hôm nay có mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Còn tại phía Tây Bắc Bộ, hôm nay có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, hôm nay có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hôm nay có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Cuối cùng là khu vực Nam Bộ, hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thưa quý vị, đến đây, thời lượng của Nghe Nhanh 6 giờ podcast Thanh Niên đã hết. Cẩm Tú và Lê Nam cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hy vọng là với Nghe Nhanh 6 giờ, quý vị đã nạp đầy năng lượng cho một ngày mới vui vẻ. Một lần nữa, thay mặt ekip thực hiện, Lê Nam và Cẩm Tú xin chúc quý vị thính giả một ngày mới thật vui, thật khỏe, tràn đầy năng lượng và hứng khởi nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong Nghe Nhanh số tiếp theo. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.